Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì bữa hôm nay mấy chị em của mình lại tiếp tục đổ bánh xèo nha. Mình vừa đổ cho mấy chị em mình ăn luôn rồi mình đổ để mình có một hai khách hàng á đặt mình, nên là mình vừa đổ ăn vừa đổ bán luôn. Thì giờ mình bắt đầu pha bột. Bữa hôm nay mình sẽ pha bột theo cách khác chứ không có giống như hôm bữa nữa. Thì mình chỉ có bột gạo và bột chiên giòn. Ở đây mình sử dụng nửa ký bột gạo. Giờ mình để vô thau. Mình để vô thau nửa ký bột gạo. Rồi mình cho một bịch bột chiên giòn vô. Và mình cho một muỗng một miếng bột nghệ. Rồi mình để nước cốt dừa vô nha. Để cho cái bánh của mình nó được béo nè, rồi mềm mượt nữa thì mình mới cho nước cốt dừa vô. Còn cái bột nghệ thì tí nữa mình quậy xong rồi mình thử coi nó vàng tới đâu thì mình cho thêm nữa. Màu vàng hơi yếu chị ơi, mình cho thêm miếng nữa. Vậy vô thêm cho nó mạnh đi. Trời ơi mạnh quá, ngồi vàng tươi luôn á. Nó còn đặc mà cưng đâu vàng tươi đâu sợ. Rồi mình cho vô một miếng muối với một miếng đường nha. Mình nêm gia vị. Đường muối thì tùy theo khẩu vị. Ví dụ như mình làm nước mắm mà nó đậm đà thì mình nêm ít, còn mà nước mắm mà nó lạc thì mình nêm cái muối với đường ở trong bánh nhiều hơn chút. Ở đây mình cũng nêm lạc lạc thôi cho dễ chiên. Tí nữa mình sẽ làm nước mắm cho nó đậm đà hơn. Cái bột của mình pha xong á, giờ mình để ra cho bột nở hết ra. Thì trong thời gian này á, chị Hồng thì phụ mình rửa rau rồi làm nước mắm. Còn mình với chị Hai thì đi xin thêm lá cách á. Tại vì sáng mình có mua cải với rau húng rồi rau quế, nhưng mà có lá cách thì sẽ ngon hơn. Mình đi vô anh Thái để mình hái nha. Trong khi chờ đợi cho bột nó tan hết thì hai chị em mình đi hái lá cách nha. Mình vô bờ của anh Thái. Chào cả nhà. Đây. Ồ, cái cây lá cách quá trời luôn kìa chị ơi. Cắt ngang luôn hả sợ? Mình cắt luôn rồi chị. À, mình cắt ngang mới mốt nó mới lên lá non nữa chứ. Rồi xong vô nè. Wow, cái cây lá cách non ơi là non luôn á chị. Quá trời. Ngon ha. Nay mình được mùa rồi. Mùa bội thu rồi. Được mùa bội thu rồi. Nhìn thấy ghiền luôn mà. Mày cắt sao tốt quá trời. Có bí quyết gì để mốt em hỏi đi. Như ăn cắt vậy nó mới ra tược non nữa, còn lấy lá nó mới ra. Ôi nguyên cái chùm nó đã anh chị. Chồng kéo theo chơi vậy. Bẻ bằng tay. Trời lúc này lúc nắng lúc mưa, nên là khi thì tối khi thì nắng. Hôm qua tự nhiên cái mưa cái ào cái gì vậy? Hôm qua tự nhiên mưa thì giật mình luôn. Hôm nay mưa rồi. Mưa sớm. Bẻ cây này nó chắc đủ luôn á chị ơi. Nhiều lắm luôn ha. Dư luôn, dư luôn, một cây một là mình chiên mấy chục bánh xèo luôn, dư luôn á. Chị ở hái nghe em về trước à. Ê, em bỏ em chạy về trước. Bạn thân mà vậy hả? Giận suốt đời luôn. Thôi đủ rồi con ơi, về. Về. Rồi chị em mình về nha. Giờ mình về mình rửa sạch sẽ. Bắt đầu chiên bánh thôi. Đây là tất cả các nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị nè. Thì mình có cải xanh, rồi xà lách, rau thơm, rau quế, giá mình cũng đã rửa sạch. Còn tôm thì mình đã xào sơ.
Thịt heo thì nãy chị Hồng cũng sắc sợi á, mình nêm một chút xíu hạt nêm mình xào lên cho nó chín. Đây con tép cũng xào sơ luôn. Chị hai mình đang đổ cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên thường thường xấu mà sao chị hai mình làm đẹp quá đây. Tròn quay luôn. Còn chị Hồng tội nghiệp không, phơi nắng làm nước mắm. Ngồi chế nước mắm ít thôi nha, với mồ hôi nhiễu vô nó mặn à. Mồ hôi cho đỡ nước mắm hay gì. Nha, ta sợ luôn à. Nhà của em á thì nắng nó chiếu vô hàng ngày vậy đó. Nắng hồi đó trắng lắm mà giờ mấy chị em mình đen hết trơn. Phơi cho nó đen bớt. Chị hai mình xưa đẹp lắm mà giờ đỡ rồi. Hỏi khoái cười ghê không? Giờ đỡ rồi hả? Cho chị chọc em. Em tạo động lực cho chị chiên bánh ra khỏi mệt á. Ha, người đẹp. Em không nổi kìa. Em chế mở xung quanh rồi. Rồi rồi, chiên được mà lấy ra không được mới chết chúng ta nè. Cái đầu tiên làm cho suôn sẻ nha chị. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt nha. Kiểu này khách đợi mình ăn bánh xèo buổi chiều trừ cơm hay gì mà mình chiên kiểu này chắc tới tối luôn quá. Ba chiên cái đầu tiên bị áp lực mà này cười quá chắc được rồi cưng ơi. Đây bánh xèo của chị mình nha. Ôi chị Hồng đây, chị Hồng đã. Trời ơi, đắc chí cười quá trời luôn. Ờ cái thường thường cái đầu tiên á là bị dính chảo. Chảo mày bị dính vậy? Với em cũng thú thiệt, cái chảo này em có đem đi kho rồi. Bữa kho đồ chay đó chị. Nên là bây giờ mình chiên bánh xèo nó bị dính. Em đổi chảo kia luôn. Mày sảy chết luôn trời ơi. Trời ơi nóng giòn giòn tan luôn. Vậy nè nè. Ờ cái này cái này. Trời ơi dính luôn, sảy giống ghê luôn mà. Trời đất ơi làm chị mình quê hết sức. Trời ơi chắc lấy sợi dây ăn hồi nãy. Cái này. Trời ơi. Không được chị sập biết luôn. Nhưng mà ăn nó giòn. Giòn đâm thấy sảy không ghê nè. Thôi bỏ đi chị ơi, lấy cái chảo kia chiên đi để tới tối luôn chưa xong à. Để em để xuống dưới mà sảy mới được. Sạch cho biết. Ờ đưa coi mặt que cái coi. Ôi cái nè. Thôi đó thôi. Kỹ nhá. Nào quá đó thôi. Ông ngồi lên. Chạy luôn. Trời ơi. Chủ lò bánh xèo à. Có thất bại mới có thành công chứ chị, đâu thành công thì đâu có. Từ từ. Từ từ. Giờ chị Hồng sẽ chiên, còn mình thì chuẩn bị vô rau vô bịch á để mình đi giao. Cái bịch bự thì mình đựng bánh xèo, còn cái bịch nhỏ thì mình sẽ đựng rau. Vậy coi chị Hồng ra chiên được không chị, coi khéo không? Trời đá ghê vậy không? Đá hả? Ờ chiên đẹp quá trời, nghe em chiên không được vậy nha. Em có chị méo xẹo nợ đó. Nó xẹo mà nó tróc nó ngon. Trời ơi, chiên lượt hai chảo luôn đó chứ. Nắng hạn tháng giêng mà chuẩn bị mưa là biết rồi nha. Chiên ra sao đây? Đẹp gần giáo bổ nó ra sao đây. Đẹp không chị? Đẹp. Đẹp hai em cười chết sao? Vậy là nãy chị cười em. Chị biết cái đầu tiên dính cười quá trời. Đó, em sửa sạn ra xong rồi đó. Giờ cái nước mắm nha. Ủa nãy chị có thấy lấy cái kẹp ra không? Chị Hà nãy có không? Mà, có nãy chị có lấy cái kẹp không biết để đâu không? Trời ơi, thằng kia mà bãi làm bếp nữa.
Lẹ mưa tới chị ơi. Đây củ cà rốt chị Hồng đã sắc nhuyễn rồi, giờ mình chỉ có vô bịch thôi. Mua bánh xèo đi bà con ơi, mưa tới rồi. Sao mới nay chỉ mưa rồi chứ? Có mưa rào rải rác một vài nơi để mưa. Nhiêu đây là 5 cái nè. Chưa. 2 4 6 7 cái. 7 cái rồi, giờ em đi giao thôi. Để em để vô cái túi nha. Sao nãy Cường nói 8 cái? Giờ chi không kịp, 7 cái thôi. Ôi ôi. Em nói với người ta là chị em chi không kịp, giờ ăn trước đi, còn cái rồi đó em giao. Mày gao nó nước mắm đâu gì đâu. Rồi chị ở nhà phụ với em đi à. Ờ. Dầm tướng bị ghét rồi kìa. 2-3 thợ luôn mà chiên không kịp luôn rồi. Ngày càng tối rồi nghe. Chị hai mình đang mần tép nữa, chuẩn bị tăng cường nhân. Ngày càng tối thui rồi nè. Ngày càng tối thui rồi. Ồ chị Hồng chiên mấy cái này tròn đẹp quá trời luôn nè. Nó méo xẹo quá. Ồ cái bánh nhìn là hấp dẫn liền, vàng ươm luôn. Mình chiên con tép bị chản luôn á. Chị Hồng đưa qua đưa lại đồ làm quá trời ha. Chị hai mình đang bằng tép nè, chuẩn bị xào để làm nhân tiếp theo á. Trời nãy giờ đuối chưa chị hai? Hụt khơi vậy. Em mỗi giờ với mỗi miệng không à. Chị Hồng với mẹ mỗi tay với mỗi chân. Ôi tép của mình nè, tôi trông luôn á. Thấy trời tối nghe là tắt quạt hết trơn. Giờ mình còn giao 10 cái nữa là mình chiên cho em mình ăn á. Chốt đơn rồi hả? Chốt đơn rồi chị ơi, hết xiết rồi. Làm mấy chục bánh chi gì nổi. Ngay chỗ này là lý tưởng nhất đó chị ơi. Ở dưới gốc cây mát. Giờ táo quấn thì mát rồi. Bông dễ chưa vậy Hồng? Coi chị Hồng này nha. Ra bánh thôi. Tèn đến tèn. Nóng giòn, nóng giòn. Trời ơi, cái bánh vàng ươm luôn. Đẹp chưa? Về là nó giòn vô tới bên trong luôn á. Đâu chị Hồng quay một cái thiệt tròn cái đi. Thơm quá rồi chị ơi. Mình đổ nhân vô trước vậy nè, mình đổ bột vô thì cái nhân nó dính vô cái bánh luôn á. Nhìn nó ngon. Chị Hồng cái lắc qua lắc lại cười quá à. Qua lắc lại chứ chị không có làm tròn được. Đó, vậy là quá đẹp rồi. Chiên bánh mì giờ qua tới bánh xèo luôn là quá hay rồi. Rồi mình để giá vô nữa. Chị Hồng giờ đang canh lửa để cho cái dòng rìa này nó giòn lên nè. Nhân đang chuẩn bị đi giao bánh nè. Pepsi, con đi tính đi theo hay vậy? Ôi. Pepsi có ăn bánh xèo được không? Mà mắc đuôi. Mấy chị em mình đổ tới khi mà trời tối luôn rồi nè. Nãy giờ mình cũng bán được mấy chục bánh nha chị. Ngon lành luôn. Nãy chị cũng kịp luôn chứ.
Coi chị Hai chỉ quay kìa. Tròn tròn tròn. Rồi, cho ai miếng luôn. Chị Hai cũng quay tròn thiệt luôn à. Ừ, cái bánh của chị Hai mình nè. Có một cục quéo vô nữa. Tối quá, đói bụng dữ không chị? Đói rồi nha. Đói rồi nha. Giờ mình đổ vài cái nữa rồi mình ăn nha. Mình chốt đơn rồi, không có nhận nữa. Bánh xèo của mình đã chín đóng giòn rồi. Bữa nay mình có hai anh ở xa tới, mình đủ ăn chung với gia đình của mình luôn cho vui. Dạ mời mẹ, mời anh chị, mời hai anh ăn thử bánh xèo miền Tây của mấy chị em của em đổ. Cái này mình ăn bằng tay luôn nha. Đây là rau rất đắt. Đây nè. Ăn đi anh. Mời cả nhà cùng ăn bánh xèo với mình nha. Mời hai người khách nha. Mời cả nhà. Nãy giờ mời hoài mà anh không ăn năn nỉ, anh ăn được mình chết. Cái này em đổ bánh xèo tép thịt. Mời cả nhà cùng dùng bánh xèo với mình nha. Lá này là gì? Lá cách lá, cách, lá nhà cô có nè. Cái này của nhà trồng á. Lá cách. Lá cách. Nào giờ có biết không? Mời cả nhà cùng ăn. Mời cả nhà nhé. Lá thì hôm nay mới có biết. Món này đặc sản. Đặc sản miền Tây. Thôi mời cả nhà cùng ăn bánh xèo với mình. Cái bàn nó bị gập ghềnh. Lâu quá mới lên hình nè. Anh không biết nào có mùi vị gì hết. Hơi đắng đắng mà. Hơi đắng đắng. Ở bên đây mình có nhiều cải chắc cá nữa. Anh nói ra đi. Còn ở đây không đắng nó nhỏ thì mùi vị cá thì. Trong cái cây thuốc nam á, người ta kêu bằng cái gì mà em quên rồi á. Ví dụ như ai mà có uống thuốc nam thì người ta biết. Anh Thảo biết không anh Thảo? Không. Nhưng mà em biết là cây đó là dùng trong thuốc nam luôn á. Cái này chứ không phải lá ngón đâu, ăn tự nhiên. Lá ngón ở đây làm sao có được. Cái này bỏ bánh xèo vô cái cuốn rồi đó, cái chấm. Tự nhiên cơ. Đó giờ em cũng chưa biết lá ngón luôn, nó ra làm sao á. Lá ngón đấy phải về Tây Bắc mới biết được. Nó giống lá cách luôn hay là nó sao? Nghe nói đã nhìn thấy bao giờ. Lá ngón thì nó nhỏ, lá cách thì bự quá. Anh ăn thử đi. Sao nhỏ như vậy? Không quen lá đó, bên đây có rau thơm nè. Bên đây có rau nè. Ăn món lá này nó lạ. Nhưng món lá kia nó quen rồi. Sợ nó hơi đắng đắng á. Khó ăn, khó ăn. Được hả? Sao có ăn á. Anh dán nhiều vô trong này nó có nhân nha. Ở ngoài đó thì bột không à. Hay là ăn thằng lá không đắng gì. Lá nó bị đắng thôi. Cái lá già nó mới đắng nhiều. Lá già đắng? Dạ. Thì gia đình của mình mới làm bánh xèo để ăn nhá. Bữa nay có thêm hai anh khách nữa nên là gia đình ăn đông vui. Clip của mình cũng hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Cả nhà yêu mến kênh Ăn Nhỏ Miền Quê thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.